Giê-xu chữa người nô lệ của một đại đội trưởng. Luca chương 7 từ câu 1 đến câu 10. Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-xu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-xu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giê-xu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông ấy quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giê-xu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giê-xu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Viên đại đội trưởng ở đây là người coi 100 quân. Ông đã nghe đồn về khả năng chữa bệnh của Đức Giê-xu, nhưng ông chẳng hề dám gặp mặt Ngài, vì ông biết mình là dân ngoại, bị người Do Thái coi là như uế. Bởi tình thương đối với anh nô lệ mà ông yêu quý, ông đã mạnh dạn nhờ các kỳ mục Do Thái xin Đức Giê-xu đến nhà ông để cứu sống anh nô lệ đang bệnh nặng gần chết. Sau khi nghe kể lại những điều tốt đẹp viên sĩ quan Roma này đã làm, Đức Giê-xu liền lên đường đến nhà ông ấy để chữa bệnh. Khi Đức Giê-xu còn trên đường, vị sĩ quan này đã suy nghĩ và đổi ý. Ông chẳng những thấy mình không đáng đến gặp mặt Ngài, mà còn không đáng đón Ngài vào nhà mình nữa. Căn nhà vẫn bị coi là ô uế của một người dân ngoại. Ông muốn ngăn Ngài lại trước khi Ngài đến nhà ông, nên đã sai một số bạn hữu ra gặp Ngài trên đường. Nơi ông bùng cháy một niềm tin mạnh mẽ, ông tin rằng chẳng cần Ngài vào nhà ông và gặp anh nô lệ sắp chết, chỉ cần Ngài nói một lời cũng đủ làm cho anh ta lành mạnh. Viên đại đội trưởng tin vào sức mạnh của lời Đức Giê-xu. Đối với ông, lời ấy có uy lực như một mệnh lệnh
là một sĩ quan trong quân đội Roma, ông hiểu thế nào là sự phục tùng của lính tráng dưới quyền. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Lệnh được ban ra là phải thi hành. Viên đại đội trưởng tin rằng lời của Đức Giê-xu cũng thế. Chỉ cần một lời cũng đủ làm cơn bệnh nguy tử phải thoái lui. Đức Giê-xu ngỡ ngàng trước một lòng tin mạnh mẽ như vậy. Khó lòng tìm thấy lòng tin đó nơi cộng đoàn dân Israel. Ngài đã không đến nhà viên sĩ quan, chẳng gặp mặt ông, cũng chẳng nói lời nào. Chỉ biết là sau đó anh nô lệ đã được khỏi. Ở đâu ta cũng gặp những người như viên sĩ quan Roma. Họ có thể là mẫu mực cho các Kitô hữu về sự khiêm hạ và tín thác. Nhiều con người hôm nay có tấm lòng thật tốt như viên sĩ quan, nhưng vẫn ngại chưa dám mời Chúa vào nhà, chưa dám trực tiếp gặp mặt Chúa, chỉ dám nói chuyện với Ngài qua trung gian. Nhưng họ có thể đã mang trong mình một niềm tin kiên vững và đã có kinh nghiệm về sự chữa lành kỳ diệu của Ngài. Tôi không đáng được Ngài vào nhà tôi, chỉ xin Ngài nói một lời. Có khi chúng ta đã đánh mất ý thức về sự linh thánh khi rước Chúa. Có khi chúng ta chẳng tin mấy vào quyền năng của lời Ngài. Xin có một lòng tin đơn sơ như một người dân ngoại. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người,
để dù bao thăng trầm sâu bể, con cũng không thể tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Ngày 16 tháng 9, Thánh Đức Giáo Hoàng Cornelio. Thánh Giáo Hoàng Cornelio là vị Giáo Hoàng thứ 21 kế vị Thánh Phêrô, nối ngôi Thánh Đức Giáo Hoàng Fabian qua đời năm 250. Sau khi Thánh Fabian tự vì đạo, thì giáo hội thời ấy không có Đức Giáo Hoàng trong vòng 14 tháng vì sự bách hại quá mãnh liệt. Trong thời gian ấy, giáo hội được điều hành bởi một tập thể linh mục, Thánh Cyprian, một người bạn của Cornelio, viết lại rằng Cornelio được chọn làm giáo hoàng bởi quyết định của Thiên Chúa và của Đức Kitô, bởi sự chứng thực của hầu hết mọi giáo sĩ, bởi lá phiếu của người dân và sự đồng ý của các linh mục lớn tuổi và những người thiện chí. Vấn đề lớn nhất trong thời gian 2 năm làm giáo hoàng của Thánh Cornelio có liên quan đến bí tích hòa giải, và nhất là việc tái gia nhập của các Kitô hữu đã chối đạo trong thời kỳ bách hại. Cả hai thái cực của vấn đề đều bị lên án. Cyprian, giám mục của châu Phi, yêu cầu Đức Giáo Hoàng xác nhận lập trường của Ngài là người bội giáo chỉ có thể hòa giải bởi quyết định của vị giám mục. Tuy nhiên, ở Roma, Cornelio lại gặp một quan điểm đối nghịch khác. Sau khi bầu giáo hoàng, một linh mục tên Novatian, một trong những người điều hành giáo hội, tự tấn phong cho mình là giám mục Roma, giáo hoàng đối lập đầu tiên. Vị này cho rằng giáo hội không có quyền hòa giải chẳng những người bội giáo, mà cả những người phạm tội sát nhân, tội ngoại tình, tội gian dâm, hay ngay cả tái hôn. Đức Cornelio được sự hỗ trợ của hầu hết mọi người trong giáo hội, nhất là Đức Cyprian ở châu Phi, đã lên án chủ thuyết của Novatian, dù rằng giáo phái này kéo dài trong vài thế kỷ. Vào năm 251, Đức Cornelio triệu tập thượng hội đồng ở Roma và ra lệnh những người sa ngã được hòa giải với giáo hội qua bí tích hòa giải thông thường. Một tài liệu từ thời Đức Cornelio cho thấy sự phát triển của giáo hội Roma trong giữa thế kỷ thứ 3. 46 linh mục, 7 phó tế, 7 phó trợ tế, số Kitô hữu được ước lượng khoảng 50.000 người. Thánh Cornelio từ đạo năm 253 vì hậu quả của sự lưu đày ở phần đất bây giờ là Civita Vecchia. Ngài được mai táng tại nghĩa trang Thánh Calitus ở Roma. Lời bàn: thật đúng để nói rằng trong lịch sử giáo hội có nhiều giáo thuyết lầm lạc được đưa ra vào một thời điểm nào đó. Thế kỷ thứ 3 đối diện với một vấn đề mà ít khi chúng ta để ý đến. Một khi đã phạm tội trọng, thì sự sám hối được thể hiện trước khi giao hòa với giáo hội. Những người như Cornelio và Cyprian là công cụ của Thiên Chúa để giáo hội tìm ra con đường khôn ngoan giữa hai thái cực của sự nghiêm khắc và sự lỏng lẻo. Họ là những phần tử của một giáo hội truyền thống đầy sinh động, nhằm đảm bảo cho tính cách liên tục của những gì đã được Đức Kitô khởi sự và lượng giá những cảm nghiệm mới qua sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người đi trước. Lời trích: chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Kitô và một ngôi tòa giám mục.
được xây dựng đầu tiên trên Thánh Phêrô bởi quyền năng Thiên Chúa. Do đó, không thể nào đặt ra một bàn thờ khác hay một tư tế khác. Bất cứ gì người ta thiết lập ra, trong khi tức giận hay hấp tấp, bất chấp quy luật của Thiên Chúa, chỉ là một quy tắc giả mạo, trần tục và phạm thượng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.